15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương ha. Một cái điều kỳ lạ là sáng nay 15m không có thấy bé mèo vào. Bé mèo ha. Sáng giờ mấy anh em mình cũng thấy luôn á. Bé mèo chắc đi học. Ha đi học ta. Đâu? Nó đâu có học. Chứ bình thường nó vô đây mà có ai bao giờ thấy vắng ở đâu? Bình thường nó không có học. Nó đâu có đi học đâu. Không, ý là bắt đầu xin vô đi học với anh. Ủa cô với anh đi. Để lát mình hỏi anh Toàn coi. Cháu kêu bằng gì mà bữa nay giờ cũng không thấy chị Cẩm mà. Vậy là lúc nãy mình đến từ anh đấy không? Đúng không? Hay là về quê nữa? Không biết nữa. Ồ, nhiêu cậu năm nay tuổi rồi. Dạ, con chào các cô ha. Dạ. Đây là cái hoàn cảnh trưa nay tại một cậu năm vào lúc là 13:34 ngày 17 tháng 7 ha. Nhưng mà tôi lớn hơn mấy tháng. Tính này các bạn của chị tôi Hoa nhìn 11, tiền mà dễ thương quá anh. Mình năm cái luôn ha. Năm cái. Cái gì cũng năm. Vậy là nhỏ bạn cho phù tháng. Hợp với số năm của cậu á. Cậu năm là rất là hợp với con số năm nha. Gái. Trời ơi. Chào bé nha. Bún dù luôn con. Bún dù. Bún dù 2 3. Bún dù. Nè. Mình muốn bung dù đẹp, mình vô trong đây thì mình lấy cái dù đó, dù đẹp không á. Anh em mình vô lấy dù luôn đi. Hả? Lấy dù luôn đi. Đúng rồi, mình vô mình bung dù đi. Lấy dù luôn ha. Để thôi, mình chỉ thể anh thấy là thịt của anh em mình đỏ lên rồi đó. Thịt nó đỏ lên từ từ đúng không? Đỏ luôn. Đó, ở đây dù treo mà, dù treo đây là dù xịn xịn không đó. Cái cây này anh mua tiệm nhất nữa không? Cái thời anh mua tới giờ vẫn còn ha. Vậy là cái xe con. Vẫn còn xịn đúng không anh? Lên là luôn đó, cây dù này là 24 nhánh hay sao á. Còn một cái cây dù tốt nữa nhưng mà mắc cái dù đó nha. Cây dù đó 180 ngàn cây á. Vậy bữa nào mình mua một cây ô đi. Mua riêng của mình hả? Đúng rồi. Dù này nhóc cho mình xài mình mua chí. mua công mình phải giữ nó đúng không? Phải bảo quản nó nè. Còn để đây mình xài chung luôn. Để đây thì mình bảo quản chung. Mình mua mình phải đem về. Mình để chung luôn. Để chung vô thôi, để mình xài chung đi luôn. Dạ. Tại vì xài dự đây, dù đây dư mà. Hỏi mình bị mắc cái dù đó. Cái dù của ông Lê cũng không ấy đó. Wow, đỡ dùng không? Ờ, biết bao nhiêu cái dù. Ôi cái dù bị ấy. Bữa nay mình thấy thiếu bé mèo nên mình cảm thấy cũng thiếu cái gì ha. Có bé mèo thì cũng vui ha. Nhỏ nhưng mà dễ thương, lanh. Bé mèo mà có bé đạt nữa ha. Bé bò. Chị là từ đâu đến anh vậy? Vĩnh Long. Vĩnh Long. Chị là chung với gì vậy hả? Tưởng là chồng khác chứ. Chồng khác bị lên xe. Bạc Liêu hả? Chị là ở đâu Bạc Liêu ha. Dạ. Sao chị? Hôm nay thì trời ấm u lắm cho nên mấy anh em là không có lấy quạt cho cậu. Ủa sao lại chị lại hỏi vậy? Không biết gì hỏi. Có cơm kìa anh Minh ơi. Quay là tụi em là làm cho nên là quay. Cơm chay anh ơi. Còn xem thôi. Rồi chay. Chị là cũng chay là túi. Buổi tối chiều là uống cũng vậy. Rồi. Chào anh trai. Thấy anh trai là biết có cơm trưa cho cậu. Ủa em mới đặt cho anh ly cà phê đó. Là mình phải cho là 10 ngàn. Vậy là anh bữa nay được 2 ly cà phê. Em đặt cho anh 1 ly cà phê. Đâu? Chuẩn bị đem vào. Đặt nào? Thì em mới đặt. Anh vào đem vào. Đó luôn rồi, bữa nay anh tới với cà phê luôn rồi. Anh phát hiện anh Minh anh có một cái tấm hình hồi 20 tuổi. Kìa, tấm bóp kìa. Đúng rồi. Nó chắc 18. Ngày hai mấy rồi. Thấy chưa? Thấy em đoán chính xác không? Thời đó lúc đó anh mới ghi mão sơ mi lắm nha. Mà từ khi mà anh lấy vợ là anh mão hung mà. Cái hình này là cái hình ngày xưa. Thấy không? Mão sơ mi luôn đúng không? Trời. Đúng rồi, áo sơ mi nè. Nè. Ngày xưa lúc này là hai mấy tuổi rồi. Ôi. Đó. Cái hình này hồi xưa sao anh giống như cái chị gì vậy? Bữa chị gì? Bữa vô đây nè chị. Đừng nói anh BD nha. Không, đấy là chị. Thì hai chị em giống y chang luôn rồi nữa. Giống cái gương mặt cái hồi
anh là hình gốc luôn á. Mà giờ nhìn thấy manly hơn xưa nhiều. Anh mặc đồ đó chụp đó luôn á. Giờ nhìn chứ không có chứ không có lên mạng mà ấy rồi nha. Không mà cái hình ngày xưa anh nhìn anh BB. Còn giờ là hình giờ manly đó. Phốt phốt anh mình luôn mới được. Phốt anh mình bữa nay mới được. Xì ke cũng còn vinh dự của xì ke chứ. Hôm nay cũng ghiền với cậu rồi, cứ cậu một ly, con một ly, cậu đúng rồi. Đó, nãy em khuyên bữa cậu về nói mấy con đút hút được nó hút nha. Đó. Bữa nay á là bữa nay em tặng cho anh ly nữa. Là cuối cùng bữa nay được 2 ly luôn. Giờ cậu cũng chịu ngọt đi, con chịu đắng thôi. Trời ơi. Mỗi đắng thì Di Minh lúc nào cũng cam chịu. Cho cậu ngọt đi ha. Anh Mr. Giàu đã về. Ra nhận cà phê luôn anh ơi. Dạ em chào Mr. Chị Hương. Chị Hương chào 15X. Dạ em chào chị Hương. Bây giờ cắt cái vô trước tính nè. Bà xã cầm hộ anh. Ủa em cầm đó rồi phải không? Rồi. Bây giờ 15X sẽ quấn cái vô lại trước. Hôm nay làm nhanh dữ vậy chị. Hôm nay chị làm nhanh dữ vậy. Ủa sao nay chị Hương chỉ làm lẹ ta? Hình như là có cái phương pháp mà... quen cái phương pháp này. Mở dạ rồi cảm ơn anh. Mình là cúng xong cho cậu đi rồi mà ra mình tặng hưởng cho mình đúng không? Nơi này bao nơi chơi nó bán quần đỏ luôn trời. Hả? Nơi quần đỏ hàng chi nó cắt có mau. Quần đỏ hả? Ừ. Trời ơi. Hàng chi bên nào cắt mau. Còn ta thấy bọn hai đồ khác không? Áo đỏ quần đỏ luôn, cắt hàng chi mau. Tại vì áo đỏ quần đỏ. Đúng rồi. Cái áo gì? Gì sao thấy méo méo mà. Đúng rồi, em cảm thấy nó vẫn chưa được tròn. Chưa được hết. Hình như là cứ hai hũ nè. Ờ, gì cho dễ đi. Ờ, cho nó nằm trong đi. Đó. Đũa đâu ta? Đũa nằm đây rồi. Cái này để cho ông Ba từ từ sắp sao cho vô ba rem đi tính sao. Vô ba rem đi ha. Vô ba rem cho anh. Nhận dưa vô ba rem đúng không? Rồi. Đó. Cái này xếp cho miếng nè. Rồi, ok. Vô ba rem. Rồi. Ủa mà chỗ này nay không có đũa, mình lấy đũa vào đây. Thế là sao không có đủ gì? Đã xuống đi, ra nhiều. Đã xuống. Hả? Đã xuống. Nè, ngồi đủ. Để thằng này sáng đi. Rồi, tróc luôn. Rồi, để ra. Rồi đó, nè, đó thiếu đũa nè. Không, cái mâm cơm đến này lẹ nhỉ? Tại vì mình để cái một người đôi đũa cái hết rồi. Vô cái ba rem rồi đó, nè chị. Có cái chị ấy, chị là hơi chậm kìa. Coi cho chị nghỉ việc đi. Chừng một bông. Nghỉ việc đi à. Được rồi. Có xì không anh? Hình như cái bàn hơi nghiêng rồi phải ha. Nghiêng. Thì em anh chỉnh lại đi. Chơi này luôn rồi, chơi này lại đi. Rồi. Thì cho vô trong luôn đi. Dỡ lên. Lấy một cái đèn luôn anh. Rồi, cái đèn có sẵn luôn. Cái đèn trên cũng được. Nước suối hết hả? Dạ. Nước suối mình hết rồi chị ơi. Đúng. Hết hồn. Rồi bây giờ anh Minh sẽ cúng mâm cơm chay cho cậu
trưa xế, này gọi là trưa xế rồi. Xế trưa. À, ngày 17 tháng 7 ha, 13:43. Rồi đến đây thì 15 hết Bình Dương cũng xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc ha. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15 hết Bình Dương. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.